Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một video về bài thuốc trị mất ngủ, triệu chứng mất ngủ mọi người nhé. Một loại thuốc cây thảo mộc cực kỳ dễ kiếm tìm, an thuần rất là tốt luôn. Mọi người, những ai đang có triệu chứng mất ngủ, đêm trằn trọc mà không ngủ được, hoặc triệu chứng mất ngủ, mọi người hãy xem video này, mọi người làm theo mọi người nhé. Cây này cực kỳ dễ kiếm tìm luôn, ngay ở lều nhà mình cũng có, nó cũng đã mọc mọi người nhé. Ví dụ như bạn nào ở thành phố không biết thì mọi người hãy liên hệ, mình sẽ ship cho mọi người. Còn cây hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người, đó là cây lạc tiên, như ngay ở vườn nhà mình đây mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này, ngay bên cạnh mình đây, đó là cây lạc tiên mọi người nhé. Thì mình xin chia sẻ với mọi người một cái bài thuốc cực kỳ hay và mình cũng đã được học trước đây. Có nghĩa là bài thuốc đông y trị triệu chứng mất ngủ, an thần mất ngủ mọi người nhé. Đó là cái cây lạc tiên đây mọi người. Thì bài thuốc nó làm như thế nào mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đây nha mọi người, đây là cây thảo mộc lạc tiên đây mọi người. Mình sẽ quay sát lại để cho mọi người nhận biết được cây thảo mộc này. Ví dụ những ai ở trên đồng rừng, các bạn chưa biết cây này thì mọi người tìm những cây này mọi người về, mọi người sắc mọi người uống nhé. Đây là cây lạc tiên này mọi người. Đó, lá nó như thế này và quả nó có những cái bao quanh như này, ăn được nhé, quả bên trong ăn được mọi người nhé. Hạt bên trong là ăn được đó mọi người. Đó là cái cây lạc tiên đây mọi người. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người sử dụng về cái cây lạc tiên này bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là dùng nguyên bằng cây lạc tiên này. Và cách thứ hai là mình sẽ thêm một vài thứ nữa để mình sắc lên mình uống, để nó giúp an thần cực tốt luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ mọi người cách thứ nhất, đó là trị an thần mất ngủ, trị triệu chứng mất ngủ đó, bằng cái cây lạc tiên này, là nguyên bằng cây lạc tiên. Thì mọi người tìm những cây này mọi người phơi khô, và sau đó mọi người dùng 15g mỗi ngày, mọi người sắc lên mọi người uống thay nước chè, nước trà hàng ngày mọi người uống. Cứ ngày 15g mọi người sắc lên mọi người uống thay nước trà mọi người nhé. Đó là cái sử dụng nguyên bằng cái cây lạc tiên này. Còn cách thứ hai là sử dụng cây lạc tiên này thì cộng theo một số thứ nữa thì mình chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là mọi người cộng là 50g lạc tiên này cộng với cả 30g lá vông, cộng với 10g lá dâu tằm, cộng với 2g tâm sen, để mọi người sắc lên mọi người uống. Mọi người nếu như mà sử dụng theo cách hai thì mọi người một tháng thì mọi người uống 10 ngày, hoặc là mọi người uống đến khi nào mà mọi người thấy ngủ ngon thì mọi người dừng lại, mọi người không uống nữa. Nhưng tốt nhất là mọi người lên uống 10 ngày đổ lại, sau đó mọi người dừng, và khi nào mọi người cảm thấy nó không ngủ ngon được nữa, nó mất an về ngủ thì mọi người lại tiếp tục mọi người sắc lên mọi người uống. Cứ 10 ngày một lần uống điều trị như vậy, trong đợt là 10 ngày. Đó là mình chia sẻ với mọi người về cái cách sử dụng và cái dòng cây an thần trị mất ngủ cây lạc tiên này cực là tốt luôn. Thì, mọi người những ai chưa biết thì mọi người lên sưu tầm và mọi người cùng là chữa theo cái cách của mình, cực hiệu quả mọi người nhé. Cây này cực kỳ là dễ kiếm tìm luôn mọi người nhé, nó mọc ngay ở chỗ nhà mình luôn. Đây là túp lều của nhà mình đây mọi người. Đây là vườn cam của mình, vẫn làm video mình chia sẻ với mọi người đó. Kênh của mình, kênh luôn chia sẻ về những cái mẹo vặt cũng như là kinh nghiệm thực tế làm vườn chăm sóc cây trồng. Mọi người hãy xem, mọi người cho mình một like cũng như nút đỏ đăng ký phía dưới. Cộng theo mọi người hãy chia sẻ rộng rãi cho kênh của mình để kênh mình phát triển mạnh hơn nữa mọi người nhé. Đây mình xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.